Học Việt Mo rất vui được gặp lại các bạn. Và ngày hôm nay, Học Việt Mo xin giới thiệu cho các bạn biết đó là tại sao chúng ta lại phải đẩy mạnh kinh doanh và giới thiệu sản phẩm dịch vụ của mình trong những ngày nghỉ lễ, hoặc chính xác hơn đó là ngày lễ trước Tết. Bởi lẽ, chúng ta chọn Facebook là kênh bán hàng chính để phân phối, giới thiệu những sản phẩm dịch vụ của mình. Bởi lẽ, theo thống kê chính xác nhất của Facebook và hiện nay, đó là vào tháng 10, đó là người ta có hành vi mua hàng lên tới 47%, đó là những người sử dụng những kênh bán hàng online để tiếp thị và mua sản phẩm của họ. Thứ hai, đó là vào tháng 11, ngày lễ độc thân, hành vi này đã tăng lên tới 52%. Và tiếp theo đó, tháng 12, đó là tháng kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, người ta đã bắt đầu đẩy mạnh hình thức mua bán qua Internet, đặc biệt là Facebook nhiều hơn, và con số này đã tăng lên là 62%. Điều đặc biệt nhất ở đây đó là con số này đã tăng lên một mức kinh ngạc, đó là 75%. Những người có hành vi mua hàng trên Facebook, nói chính xác hơn đó là mua hàng trên Internet. Và con số này tại sao lại cao như vậy? Thì bởi lẽ trong những dịp cuối năm, người ta tận dụng đó là khuyến mãi của những nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ, tận hưởng những khuyến mãi đó, hành vi khách hàng sẽ được tăng và mua hàng nhiều hơn. Và để tận dụng làm sao 75% những người có hành vi mua hàng trên Facebook như thế vậy, thì tại sao chúng ta lại phải dùng Facebook? Bởi vì Facebook giúp chúng ta tiếp cận những người nằm trong 75% này một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Bởi Facebook có thể giúp ta có thể nhắm tới những người có những hành vi sở thích và những hoạt động của họ dựa trên thao tác trên Facebook, đó là tiếp cận những hành vi của họ tới những sản phẩm dịch vụ của mình. Và nhờ đó ta có thể tiếp cận họ và bán những sản phẩm dịch vụ của mình tới những người phù hợp và chính xác nhất. Và chính vì thế, Học viện Marketing Online MOA đã mở cho các bạn đó là khóa học Facebook Marketing trong vòng 2 buổi học. Với 2 buổi học này, bạn có thể học được mọi thứ quảng cáo trên Facebook, giúp bạn có thể quảng cáo sản phẩm dịch vụ của bạn tới những khách hàng tiềm năng nhất, những người đang muốn mua hàng của bạn một cách nhanh nhất, cụ thể nhất, chính xác nhất, và đặc biệt hơn đó là chi phí thấp nhất. Nếu bạn là người đang lo lắng là bạn chưa có nguồn hàng, không biết bán gì, bán cho ai và bán gì lời nhất, thì Học Việt MOA chúng tôi xin giới thiệu cho các bạn những sản phẩm nào đó là bán chạy nhất trong những ngày Tết, ngày lễ, và đem lại lợi nhuận cho các bạn một cách hiệu quả nhất và nhanh nhất với chi phí giá gốc của các bạn bỏ ra đó là thấp nhất. Và đặc biệt ở khóa học này, chúng tôi chỉ mở duy nhất trong vòng cuối năm. Các bạn hãy nhớ điều đó, đó là cuối năm. Và để đăng ký học này, các bạn có thể đăng ký qua số điện thoại và địa chỉ sau đây. Chúng tôi luôn luôn trực ban đó là 24/24 để trả lời những thắc mắc của các bạn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn một cách chính xác nhất cho các bạn biết khóa học này đem lại hiệu quả những gì cho bạn, lợi ích của bạn đang được gì ở đâu trong vòng 2 buổi học này. Và xin nhắc lại, đó là buổi học này chỉ kéo dài trong vòng 2 buổi học và duy nhất trong năm. Học viện Marketing Online MOA kính chào và luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.